chào các bạn. À, đây là cái trường của mình đây. Đó, đây rồi. Bên ngoài trường học của mình. Một khi lá vàng rơi. Các bạn. Chào quý vị và các bạn. Và bây giờ mình đang ở trong phòng tập đi về đây. Đó. Good night. Thank you. Đó, bây giờ mình trong phòng tập mình đi về đây. Đây trong phòng tập ở trong trường của mình. Mình sẽ quay lên cái studio của mình và giới thiệu với các bạn. Đó, đây là một bức tranh rất đẹp ở trong trường của mình luôn nha. Đó. Đây, thang máy trong trường luôn, thang máy trường đại học Mỹ rất là hiện đại, bấm nút luôn, đó đi lên, rồi và đây thì đây là cái trường của mình nha các bạn nha, đó đằng sau này là con ngựa, đó đằng sau là con ngựa, ngoài ấy đó, cổng ra vào và bên này một cái bức tranh, đó. Đấy, các bạn thấy con ngựa nghệ thuật nha. Rồi, thì bây giờ mình đi vào trong nha. Đó, trường của mình khá là đẹp. Đó, mình đi vào bên này. Đi vào bên này. Rồi, mình đang đi vào cái hành lang của trường mình nha. Ở đó đông người lắm, mình đi vào cái trong này. Đó. Đây là một cái hành lang. Đây, trong này là một cái lớp học này. Đó, trường mình đây lớp học này. Đó, mình ở ngoài cửa mình nhìn vào thôi. Đó, một lớp học nha. Và đằng sau là những cái bức tranh. Đó, đây cũng là một cái lớp học này. Một lớp học trong trường mình luôn. Và trên tường ấy là những cái bức tranh. Những bức tranh cổ kính. Những bức tranh cổ kính và khá là nhiều màu sắc. Ở đây. Cái này là cái locker này. Để cho sinh viên để đồ. Đó, các bạn đi cùng mình nha. Đó, đây là những cái gương. Khu rất là đẹp. Đây bên này là giờ hấp rất là rộng thôi nhưng mà cái góc này và mình đang đi thẳng vào trong cái góc này. Giờ ở đây cũng có mấy bức tranh khá là đẹp, có một bạn gái, trường rất là đẹp, đó trong đó cái phòng rất là đẹp. Phòng học. Những bức tranh trên tường. Bức tranh trên tường rất là đẹp. Đó. Đây cũng là một bức tranh trong tường luôn. Đó, một hành khu hành lang khá là đẹp. Đèn rất là đẹp luôn, một bức tranh rất là đẹp. Đó. Đó, đây là cái khu trường của mình, rất là đẹp. Trận mưa mà chúng ta thấy lá thu đã rơi đầy thềm nhà, lá thu rơi đầy, lá thu đông đưa chụp cửa nhà. Vậy là bây giờ đã cuối thu rồi. Đây là trường của mình đây. Đó. Trường học của mình. Đó. Đây là những chiếc lá thu đã rụng rơi. Trên cái hiên vắng. Đó. Và bên kia là máy đỗ xe Martha. Máy chu chuyển xe. Đó. 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 Đó.
chơi. Đó, cái cây này rất là nhỏ, mọc chính giữa chỗ này luôn. Đó, rất là đẹp nha. Chào các bạn. Và bây giờ mình đang đứng ở Midtown của Atlanta. Hôm nay thời tiết khá là ảm đạm, trời không còn nắng, trời đang dần dần chuyển vào cuối thu và lá vàng rơi rụng khá là nhiều. Đó, thời tiết cuối thu rất là ảm đạm. Sau mình là những cái cây bắt đầu chuỗi lá, bắt đầu chuyển sang màu vàng. Chỗ nhà để xe. Cuối thu của Atlanta. Đó, mọi người nhìn xem nha. Thành phố cũng khá là yên bình. Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Và đây là trong cái phòng tranh studio của mình. Và hôm nay rất là trân trọng và kính mến giới thiệu cùng quý vị và các bạn những cái bức tranh sẽ được mở cửa ra để cho mọi người vào xem ở cái studio của mình nha. Và đây, bức thứ nhất đó là cái bức mà tranh phong cảnh này. Bức thứ hai là cái bức rượu này. À, và những cái đồ ăn sushi. Và bức thứ ba là bức phở này. Còn bức kế tiếp ấy, đó là cái bức con trâu. Đó, bức tiếp theo là bức hai con chó đằng sau này này. Bức này rất là lớn này. Bức tiếp theo nữa là những cái bức con chó đang nhảy. Những cái bức con chó đang nhảy đó. Còn bức ở dưới này ấy, đó là bức con trâu và con chuồn chuồn. Đó, các bạn nhìn cái không gian nó rất là đẹp đúng không? Đó, tiếp theo cái bức mình đang vẽ dở là cái bức con chó này này. Đó, thì mình cũng sẽ quay lại cho các bạn xem. Bởi vì, đó, bức gia đình chó này, đó, family, và bức này bức con trâu này. Hơn nữa là những cái bức con chó nhỏ và cái bức cô gái mặc áo dài. Và cái bức đen đen ở dưới này là bức sorrow dog, là bức con chó đó. Và cái hàng dọc này ấy là cái bức mà nhỏ nhỏ rất là dễ thương, bức đẹp. Và đây là bức cái bức con thỏ này các bạn ơi, bức con thỏ này. Và dưới nó là cái bức con chó này. Đó, mình không đủ cái space để mình treo những cái bức tranh ấy. Và đây, đấy, bức này bức đẹp này, rất là đẹp. Cái hình đó, con vật được cách điệu thành những cái quả, được cách điệu thành những con vật này. Bức kế tiếp ấy, đó là những cái bức mà bức con heo này, đó, bức cô gái này và bức con trâu. Ở đằng sau là bức panda, con chó, à con gấu, nói lộn. Đó, đây thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Rồi, các bạn đợi một lát để mình quay lại cái ảnh cho các bạn xem nha. Đây, rất là đẹp. Xin chào quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh cái bức mà bức con heo này và những hai con mèo và con bướm ở đằng sau này. Và ở đó ấy, chúng ta có thể thấy được những con heo đang ăn ở trong cái máng lợn này đó. Và tiếp theo ấy là hình ảnh cái bức mà bức những cái
con gà, con heo, con chó được cách điệu từ những cái quả này, và và những cái quả chuối được cách điệu thành con rắn, và những cái tỷ lệ của những cái bông hoa rất là to. Tiếp đến là bức những con thỏ này và những cái quả cà rốt, và tiếp theo chúng ta có thể thấy cái bức con chó ở dưới. Nó rất nhiều tranh mình xếp ở dưới ấy, mình không có đủ cái khoảng space để mình treo lên. Và tiếp đến ấy, chúng ta thấy những cái bức ấy đó, những cái bức mà cái hàng dọc ấy đó rất là đẹp. Bức những con chó này, những con vật này, những con chó này đó. Tiếp đến là chúng ta thấy được cái bức của cô gái này, bức cô gái này đó, đấy, bức con chó màu đen này đó, bức con chó và những cô gái này. Chúng ta có thể thấy bốn con chó nó đang quay quần bên cô gái này, à hai con chó và một con mèo và một con heo, con lợn, nó nhầm. Và đây bức gia đình con chó này đó, chúng ta có thể thấy những cái glitter lấp la lấp lánh ánh sáng ấy, chúng ta thấy nó phản chiếu ấy. Đó đó, thì quý vị các bạn thấy cận cảnh này, mình lùi ra một chút này, đó thì chúng ta thấy được toàn cảnh bức tranh. Và bên dưới đó ấy, thì chúng ta thấy ở đây là cái đồ nghề của mình này, và chúng ta thấy được một con chó và hai con chó nhỏ trên, và bức con trâu. Hơn thế nữa thì chúng ta thấy cái bức con chó mình đang vẽ dở ở đây, và những cái bức con chó đang nhảy múa đằng sau ấy cũng là một bức con chó luôn. Những cái mình rất là yêu những cái con động vật ấy, nên là mình vẽ nó rất là nhiều. Đây là bức con trâu này đó, trên thì có hai cái bức đồ ăn, và tiếp đến là cái bức mà đó, phong cảnh này đó, bức đồ ăn này đó, bức phở này. Và dưới này thì chúng ta thấy là đây là cái bức mấy con trâu này đó. Đó, chúng ta thấy được những cái chất liệu nó rất là sần sùi nha. Đó, thì trên này chúng ta thấy cái bức cô gái này. Đó. All of them are my paintings. So we also can see the dog. And now we can see the dog with the eyes. Và chúng ta thấy con chó với những cái mắt màu xanh này, và những cái quả chuối này đó, thì con cào cào này và những cái cây quả cà phê, hoa chuối, banana flowers, và những cái này là những cái cây ở quê mình ấy. Đó, rất là đẹp. Giờ mình cận cảnh một số cái glitter này. Đó, thì mình muốn biểu hiện những cái màu sắc và phong cảnh ở những cái quê hương của mình. Nó rất là đẹp, rất là gần gũi, tranh rất là nhiều ánh sáng và màu sắc. Đó, rồi. Cảm ơn quý vị, các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 1, 2, 3. This is a pressing. Okay, look, really good. That is there. So this one in my Stasi and octopus. This is just what I did. There. Wait, are we trying to make them hollow or that like solid? Looks really good. Well, solid just takes. I am poor outside fuzzer. Hollow is better. Okay. I think. And these are two that are still good. Wet. That's good. That will dry to this. This is an example of.